Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu tin học 11 bài số 6 các phép toán, biểu thức và câu lệnh gán. Các phép toán thì chúng ta thấy quy ước phép toán trong toán học và phép toán trong bát can có một số phép toán quy ước khác nhau. Căn cứ vào đó chúng ta phải xác định được trong bát can là quy ước như thế nào. Đối với phép toán số thực, trong toán học là cộng trừ nhân chia, trong bát can là dấu cộng, dấu trừ, dấu sao và dấu chia. Đối với phép toán số nguyên, trong bát can quy ước là cộng, trừ, sao, gạch chéo, đít, mót, tương ứng với cộng trừ nhân chia, chia lấy phần nguyên và chia lấy phần dư. Phép toán quan hệ bao gồm các phép toán so sánh. Trong bát can, phép toán so sánh khác phép toán trong số học đó là khác là hai dấu nhọn hướng vào nhau hoặc là lớn hơn hoặc bằng, nhỏ hơn hoặc bằng. Quy ước khác nhau trong toán học. Đối với phép toán logic thì có và, hoặc và phủ định. Trong bát can là and or not tương ứng. Kết quả của phép toán quan hệ và phép toán logic sẽ cho giá trị là logic, giá trị đúng sai. Biểu thức số học thì biểu thức số học được tạo bởi một biến hoặc là một hằng có kiểu nguyên hoặc kiểu thực. Và các cái biến hay hằng này liên kết với nhau bởi các phép toán số học và các cái dấu ngoặc tròn. Không quy ước dấu ngoặc vuông, chúng ta không dùng dấu ngoặc vuông trong cái biểu thức số học đối với bát can. Ví dụ, một số biểu thức số học trong toán học và trong bát can. Ta thấy trong toán học là 5a trừ mở ngoặc 2b cộng 3 đóng ngoặc thì tương ứng trong bát can là 5 sao a, tức là 5 nhân a trừ cho mở ngoặc 2 sao b cộng 3 đóng ngoặc. Các cái dấu sao trong bát can được thay thế khác trong toán học. Hoặc là ví dụ x y tất cả chia cho 5 cộng x thì trong bát can được thể hiện x sao y chia cho tất cả mở ngoặc 5 cộng x đóng ngoặc. Đối với ví dụ 3x mũ 3 trừ cho mở ngoặc 2 cộng x đóng ngoặc y bình phương. Tương ứng trong bát can là 3 sao x sao x sao x trừ cho mở ngoặc 2 cộng x đóng ngoặc sao y sao y. Trình tự phép toán được thực hiện trong biểu thức số học là lần lượt từ bên trái sang phải và trong ngoặc tính trước, ngoài ngoặc tính sau. Thứ tự ưu tiên các phép toán cũng vậy. Tương tự các số học phép toán biểu thức số học trong toán học đó là nhân chia trước, cộng trừ sau. Có thêm nhân chia, chia lấy phần nguyên và chia lấy phần dư. Và biểu thức chứa một hằng hay một biến kiểu thực là biểu thức số học thực. Giá trị của biểu thức có kiểu thực. Hàm số học chuẩn. Hàm số học chuẩn là một số hàm được viết sẵn trong chương trình bát can chứa trong thư viện ngôn ngữ lập trình đó. Một số hàm số học chuẩn tương ứng của toán học và bát can như sau. Ví dụ như hàm bình phương trong toán học là x mũ 2, trong bát can là SQR của x. Chúng ta cần chú ý cái kiểu đối số và kiểu kết quả của cái hàm đó. Ví dụ như kiểu đối số là số thực hoặc số nguyên đối với hàm bình phương thì kiểu kết quả nó theo kiểu đối số. X là số thực thì kết quả sẽ là số thực, mà x là số nguyên thì kết quả sẽ là số nguyên. Ví dụ như hàm căn bậc 2 trong bát can là SQRT mở ngoặc x đóng ngoặc, tức là cái hàm căn bậc 2 của x
thì cho dù kiểu đối số của x là thực hay nguyên, kết quả trả về phải là kiểu thực. Nghĩa là căn bậc 2 của bất kỳ số nào đều trả về giá trị là kiểu thực. Cho dù căn bậc 2 của 4 trả về giá trị là 2 đi chăng nữa thì 2 đó phải quy ước là kiểu số thực. Giá trị tuyệt đối, hàm logarit, lũy thừa cơ số e, hàm sin, hàm cos. Các bạn chú ý tham khảo cái tên hàm, cái kiểu đối số và kiểu trả về. Vì một số chương trình bắt can có sử dụng các cái hàm này cho nên các bạn có thể tham khảo qua. Phần 4 là biểu thức quan hệ. Biểu thức quan hệ là gì? Hai cái biểu thức cùng kiểu sâu hoặc kiểu số học liên kết với nhau bởi phép toán quan hệ tạo thành một biểu thức quan hệ. Chúng ta phải chú ý các phép toán quan hệ, đó là các phép toán so sánh. Thì nó liên kết cái biểu thức sâu hoặc là số học thì gọi là biểu thức quan hệ. Biểu thức số 1, phép toán quan hệ. Biểu thức số 2 thì trình tự phép toán thực hiện, đó là ta tính cái biểu thức số 1 trước, sau đó tính cái biểu thức số 2 trước, nếu có n biểu thức thì ta tính tất cả các biểu thức đó. Sau đó với xem trường hợp biểu thức 1 với biểu thức 2 được nối bởi phép toán quan hệ gì, chúng ta tính cái biểu thức quan hệ đó. Sau đó chúng ta lần lượt tính các biểu thức tiếp theo và phép toán quan hệ tiếp theo. Giá trị của biểu thức quan hệ sẽ luôn luôn trả về giá trị là true hoặc là false. Chúng ta thấy hai ví dụ dưới đây. Ví dụ x cộng 5 lớn hơn 18. Cho trường hợp x là bằng 15 thì ta thấy 15 cộng 5 bằng 20 lớn hơn 18 sẽ cho kết quả là true. Hoặc là căn bậc 2 của tất cả x trừ 2 nhỏ hơn hoặc bằng x cộng 1 cho giá trị của tham biến x là bằng 6 thì ta thấy kết quả là căn bậc 2 của tất cả 6 trừ 2, tức là căn bậc 2 của 4 là bằng 16, sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 6 cộng 1 là 7. 16 không thể nào nhỏ hơn hoặc bằng 7 được, cho nên kết quả là sai. Biểu thức logic. Các biểu thức logic đơn giản hoặc là các biểu thức quan hệ liên kết với nhau bởi phép toán logic thì tạo thành biểu thức logic. Chúng ta chú ý biểu thức logic đơn giản là các cái biến logic hoặc hằng logic. Còn các biểu thức quan hệ được nối với phép toán logic thì tạo thành biểu thức quan hệ. Các biểu thức quan hệ phải được đặt trong cặp ngoặc tròn. Và giá trị của biểu thức logic luôn luôn là true hoặc là false. Ta thấy một cái ví dụ. 5 nhỏ hơn x nhỏ hơn hoặc bằng 100 thì tương ứng với biểu thức logic như sau. 5 nhỏ hơn x đóng ngoặc mở ngoặc và mở ngoặc x nhỏ hơn hoặc bằng 100. Các bạn nhớ tách nó ra ha, tách biệt nó ra. Thêm cho nó cái đóng ngoặc mở ngoặc đơn, ngoặc tròn. Nếu x bằng 100, nếu x bằng 50 thì ta thấy 5 sẽ nhỏ hơn 50 và 50 nhỏ hơn hoặc bằng 100. Chắc chắn rồi. Ta xét hai cái biểu thức đơn giản trước. 5 nhỏ hơn x. Kết quả là true, tức là 5 phải nhỏ hơn 50 là true. Sau đó ta xét cái biểu thức thứ hai. Biểu thức thứ hai đó là 50 nhỏ hơn hoặc bằng 100, kết quả cũng là true luôn. Vậy true and true thì sẽ ra true. Ví dụ thứ hai. X nhỏ hơn hoặc bằng 9 thì đối với bắt can mặc định biểu thức logic là not mở ngoặc x lớn hơn 9, tức là phủ định của giá trị x lớn hơn 9. Nếu x bằng 2 thì kết quả là 2 có lớn hơn 9 không? 2 lớn hơn 9 là sai, mà not của sai có nghĩa là true thì kết quả sẽ là true.
Lệnh gán. Lệnh gán dùng để làm gì? Ta xét cái bài toán đặt vấn đề, viết chương trình, tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật có chiều dài A bằng 12, B bằng 8. Vậy thì ta quy ước làm sao, ta làm cách nào để biết được A bằng 12 và B bằng 8 để chương trình có thể hiểu và chấp nhận được? Thì việc cho A bằng 12 và B bằng 8, chúng ta dùng câu lệnh gán để gán giá trị của nó. Vậy câu lệnh gán là gì? Câu lệnh gán có chức năng gán giá trị cho một biến. Trong Pascal, cú pháp của câu lệnh gán là tên biến 2 chấm bằng biểu thức. Ví dụ x 2 chấm bằng 5, có nghĩa là ta lấy giá trị 5 gán cho biến x. Lúc này biến x có giá trị là 5, ta có thể sử dụng biến x mang giá trị 5 cho các cái bài lập trình cho trong chương trình và mặc định của nó là 5. Hoặc là y 2 chấm bằng 2, b 2 chấm bằng x sau y. Ví dụ 2, hãy viết các câu lệnh gán giá trị cho các biến A, B, chu vi, diện tích trong bài toán đặt vấn đề. Thì ta khai báo cái biến A, B, chu vi và diện tích, sau đó ta lấy A 2 chấm bằng 12, B 2 chấm bằng 8, chu vi 2 chấm bằng mở ngoặc A xạ cộng B tất cả nhân 2. Diện tích sẽ bằng 2 chấm bằng A sau B. Rất đơn giản. Các bạn chú ý thì câu lệnh gán là câu lệnh rất đơn giản. Kiểu của biến phải phù hợp với kiểu của dữ liệu của giá trị biểu thức. Ở đây có nghĩa là gì? Chúng ta gán A bằng 12, B bằng 8. Thì các bạn không thể lấy S. Ví dụ S, các bạn không thể đặt bằng kiểu bài được, bởi vì kiểu bài có giá trị nhỏ hơn. Nếu như mà nó nhỏ hơn A sau B hay là A cộng B chia 2 thì sẽ không được. Các bạn phải chú ý không thể là kiểu số thực với số nguyên và không thể kiểu số nguyên với số thực. Chúng ta cần chú ý các phép toán trong ngôn ngữ lập trình, các biểu thức số học và câu lệnh gán, quy ước. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong bài tiếp theo. Cảm ơn các bạn.